Dạ chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm một nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nam về bãi máy của anh Út cập nhật vài con máy mới. Như là vài con máy hiện tại đang có mặt tại bãi cho cô chú anh chị mình thích bé nào. Đến trực tiếp bãi. Alo, một là anh Hải, hai là anh Út để lấy giá cả và test nổ trực tiếp nha. Ở đây thì hiện tại bây giờ nhà mình có hai con Văn Ma 6BH cao tốc của cô chú anh chị. Cái dòng này thì trong ghe mình là mình đã chạy nhiều rồi, nhiều cô chú anh chị mà fan ruột em đã biết rồi, cái con máy này nhiều rồi. Và những cô chú anh chị theo dõi mấy anh em mà gắn vỏ composite, gắn cano máy âm á, chiếc này con này gắn chạy khủng khiếp luôn. Dòng này thì 95 ly 6 máy của chú anh chị, và dòng này nó là bét kim nha, không cần sông bét. Sườn gió nằm sau đít mà turbo nó giấu bên hông vậy nè. Rất là gọn luôn. Healthy, dòng tiết kiệm mà. Nhưng mà tua nó bạo lắm, tới 3.100 tua của chú anh chị, 130 ngựa. Đây một con 39 triệu một con nha cô chú anh chị. Có bơm rin đi mô sạc đầu nước ngọt, tình trạng thì đã qua sử dụng. Hai con này đồng giá nha. Và con mình thích em nào lấy em đó. Đây con nữa nè, 39 triệu. Đây một bé nữa. Nhưng mà bé này thì em thấy nước sơn hình như là nguyên zin của chú anh chị. Nước sơn đẹp lắm. Con này rửa ra đẹp nữa. Đó, tí nữa test nổ cho cô chú anh chị mình coi về cái bé này. Nổ đại diện nha. 39 triệu một con. 95 ly 130 ngựa 3.100 tua. Hiện tại 39 triệu là đầu máy nha cô chú anh chị và chưa hợp số. Và con mình muốn chạy hợp số cao tốc hay là hợp số có tua thì đó cô chú anh chị mình báo qua anh chủ để anh tính tiền cho cô chú anh chị mình. Còn đầu máy như vậy để cô chú anh chị mình gắn chạy trực tiếp mấy cano mấy vỏ lãi thì 39 triệu. Dòng này nó chạy êm lắm cô chú anh chị, tiết kiệm dữ lắm. Cần tắt nè, cần ga nè, đường dầu vô nè, dầu trả nè, ốc vét dầu nè, ốc heo dầu nè, lực nhớt, chân máy có đủ nha. Dòng này thì đã qua sử dụng nhưng mà còn chất á, cho nên là bao cho cô chú anh chị mình cốt ít tăng đa, bao nắp lóc không nước bể, dàn hơi thì đang còn chuẩn nha, sẽ nổ cho cô chú anh chị mình kiểm tra. Đây là clip đánh nổ của Văn Ma 6BH cao tốc nha cô chú anh chị. Dòng turbo sườn gió sau đít, turbo thì nằm bên hông cô chú anh chị. Dòng này nó tới 3.100 tua, 130 ngựa, bích tông 95 ly. Bét thì là bét kim nha cô chú anh chị, 6 máy bét kim healthy nha. Dòng heo này nó cao tốc luôn cô chú anh chị, quả tạ heo nè. Ui. Con này thì tình trạng đã qua sử dụng nha. Dạ có sao mình nói vậy, dù cho cái chất nó cỡ nào luôn, nó đẹp tới cỡ nào mình cũng bán đã qua sử dụng cô chú anh chị. Cái này đã qua sử dụng nhưng mà bao cho cô chú anh chị mình vẫn như nghĩa địa là cốt ít tăng đa, nắp lóc không nước bể, dàn hơi thì còn đây chuẩn nè. Anti thì thầm luôn cô chú anh chị. 6 máy nha, 95 ly. Dòng này thì cái ghe nhà mình với lại những cái chiếc cano của mấy anh em đặt là chạy cô chú anh chị mình biết là rất là khủng luôn. Đây là cái để thôi nó bơm nhớt nè, chết. Giá con này rẻ nha cô chú anh chị, có 39 triệu thôi. Còn nước luôn. Khủng khiếp của chú anh chị, chỉ 39 triệu đầu máy nha. Còn cô chú anh chị mình muốn sử dụng số cao tốc hay là số có tour gì đó thì cứ báo với anh chủ em, ảnh sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình sau. Con này riêng cái đầu máy là bao cốt, bao nắp lóc không nước bể, dàn hơi hiện tại đang chuẩn nha, bao cốt bao nắp lóc. Con này giá 39 triệu đầu máy cho cô chú anh chị. Và ở ngoài kia có một con nữa, bây giờ mình chỉ đại diện nổ con này trước thôi, hai con đồng giá nhau. Cô chú anh chị mình xuống đây á, và thích bé nào thì mình lấy bé đó. Máy rất là êm luôn, êm ru. Đầu nước bơm rin đi mô sạc còn đủ hết nha cô chú anh chị. Ít chạy tới cỡ nào, đẹp tới cỡ nào mang lên thì cũng có bán đã qua sử dụng được cô chú anh chị. Garanti thì thầm luôn. Rất là êm nha. Về cô chú anh chị mình muốn sử dụng vỏ composite máy âm cano hay là bà con mình gắn vô ghe tầm khoảng 4-5 tấn lấy tốc độ thì bé này làm được. Còn ghe tải là chạy vô tư nha cô chú anh chị, 3 mấy tấn thoải mái, bình thường thôi. Dòng tiết kiệm mà. Nẹt cái nửa kết anh ơi. Rồi, 39 triệu nha, bà con mình thấy thích, alo trực tiếp anh chủ giùm em. Cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều. Văn Ma 6BH cao tốc.